really gotta hold on. Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay là mình sẽ nhận việc qua về trại mắt khỉ nha. Đây, mắt khỉ này. Rất là nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ cầu. Cái thẻ bất mới đó ha. Đấy rồi, có rồi. Lừa nãy mình làm thì hẳn là được ạ. Vịt siêu to khủng lồ. Tức đi. Vậy. Mình đang bị đổi. Đặt quay mang thịt lừa ăn đá đấy. Đây, cái đít của nó. Giờ phải nhấn này, lên thẻ nó chưa. Quá to. Cái nhỏ này sẽ có cách như nào đấy. Gia vị thơm. Thấy khâu bùng lại không nè. Và thấy cái chuyện nha. Để đi nó ra thì
chín cái con rồi đó. Má ở xá mà tốt luôn. À, là chín đâu các bạn ơi. Nhìn ngon chưa nè. Bây giờ mình sẽ tải xả ra. Thấy nóng nè. Mình sẽ xử lý phần đuôi là trước. Nào ơi, xem sợ thịt ở trong này các bạn. Ngon chưa? Đấy, khỏi thật nha. Lẽ đã. Lẽ đã. Được, nóng. Khỏi thật giảm máu các bạn. Được rồi. Wow, đuôi. Đây còn biên ạ. Ăn thịt thấu rồi ra. Ngon quá. À, thịt chín nè các bạn. Nhìn vàng khè luôn. Để mình ăn thử miếng nha. Thơm. Đây nguyên con nè các bạn. Vàng khè luôn. Trong đây là phần gia vị mà con mắc ít nha. Xả vô. Thơm. Đó lắm. À, mình xin kết thúc video tại đây các bạn. Tạm biệt mọi người. Sau khi chúng mình nướng xong thì mình sẽ dập lửa để phòng cháy rừng nha các bạn. Dần dần tất cả mọi thứ. Tạm biệt các bạn. Goodbye.